Hôm nay, ngày 21 tháng 11, hãng Toyota đã chính thức tổ chức sự kiện ra mắt toàn cầu dành cho mẫu MPV cỡ trung Innova thế hệ mới ở Indonesia. Đồng thời, hãng Toyota cũng tổ chức luôn sự kiện ăn mừng chiếc Toyota Innova 2023 đầu tiên xuất xưởng tại nhà máy ở Indonesia. Tại thị trường Indonesia, mẫu MPV này được gọi bằng cái tên đầy đủ là Toyota Kijang Innova Zenix. Trong khi đó, tại Ấn Độ, Xe lại được gọi bằng cái tên khác là Toyota Innova Hi-Cross. Innova 2023 là mẫu xe hybrid đầu tiên sản xuất tại Indonesia hy vọng sẽ được xuất khẩu sang 50 quốc gia trên thế giới. Đúng như tin đồn, Toyota Innova 2023 được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA mới thay vì khung gầm hình thang như trước. Xe sở hữu chiều dài 4.755mm, rộng 1.850mm, cao 1.795mm, Chiều dài cơ sở 2850 mm và chiều cao gần 185 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 20 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 100 mm, mang đến nội thất rộng rãi hơn. Không chỉ tăng kích thước, Toyota Innova thế hệ thứ 7 còn thay đổi hoàn toàn về diện mạo bên ngoài với những nét thiết kế giống xe SUV hơn, ví dụ như lưới tản nhiệt hình lục giác thẳng đứng và đi kèm mắt lưới hình tổ ong mới thay vì nan nằm ngang như cũ. Lưới tản nhiệt còn có viền mạ chrome và nối liền với cụm đèn pha nằm ngang ở hai bên. Ở bản cao cấp, Toyota Innova 2023 sẽ được trang bị đèn pha LED. Bên trong đèn pha còn có hai nẹp mạ chrome hình chữ L, tạo cảm giác cao cấp hơn. Nằm dưới lưới tản nhiệt là khe gió hẹp với hốc hình tứ giác khá lớn ở hai bên, trang trí bằng nẹp màu bạc. Với bản cao cấp, bên trong hai hốc này sẽ có thêm giải đèn LED định vị ban ngày nằm ngang mới. Tiếp theo đó là cản trước mới với hốc gió, trung tâm hình chữ nhật. Bản cao cấp, sẽ được trang bị hai đèn sương mù nhỏ nằm hai bên hốc gió trung tâm này. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ bắt gặp hai đường dập gân trên cửa mới, gợi liên tưởng đến Toyota Avanza Premier high Velos Cross 2022. Thêm vào đó là các bộ vành hợp kim mới có đường kính từ 16 đến 18 in tùy phiên bản. Tương tự đầu xe, khu vực đằng sau của Toyota Innova 2023 cũng được thiết kế theo phong cách SUV. Theo đó, mẫu MPV này được trang bị cụm đèn hậu nằm ngang mới khá giống SUV cỡ Sedo Toyota Zap, For. Tuy nhiên, đèn hậu của xe không phải là loại LED toàn phần vì đèn báo rẽ vẫn dùng bóng halogen. Những chi tiết ngoại thất đáng chú ý khác của xe bao gồm nẹp mạ chrome nằm giữa hai đèn hậu, cản sau và cửa cốp mới. Riêng bản cao cấp sẽ được trang bị tính năng mở cốp chỉnh điện rảnh tay. Bước vào bên trong người dùng sẽ bắt gặp thiết kế lột xác theo hướng cao cấp hơn trước mặt người lái là mặt táp lô đa tầng mới, vô lăng ba chấu, tích hợp phím chức năng và bảng đồng hồ đi kèm màn hình đa thông tin. Bên cạnh đó là màn hình cảm ứng trung tâm đặt nổi trên mặt táp lô, cần số cao, tính năng khởi động nút bấm, và hộp đựng cốc nằm phía trước cửa gió điều hòa để làm mát. Xe còn có hàng loạt chi tiết ốp kim loại như viền cửa gió điều hòa, viền cụm điều khiển trung tâm, viền hộp đựng cốc, chấu vô lăng và trên tapi cửa, mang đến cảm giác sang trọng hơn cho nội thất. Tùy phiên bản, xe sẽ có ghế bọc nỉ hoặc da tổng hợp, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch hoặc 10 inch, hệ thống điều hòa tự động đi kèm màn hình kỹ thuật số mới, màn hình đa thông tin 4.2 inch hoặc 7 inch trong bảng đồng hồ, 4 cổng USB Type C, phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời. Riêng bản cao cấp nhất sẽ có nội thất 6 chỗ ngồi với hai ghế thương gia ở giữa, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, đèn viền LED trên trần, hai màn hình giải trí 10 inch nằm ở lưng ghế trước, sạc điện thoại thông minh không dây camera hành trình phía trước và tính năng ra lệnh bằng giọng nói. Điểm nhấn đáng chú ý nhất về an toàn của Toyota Innova thế hệ thứ 7 chính là gói công nghệ Toyota Safety Sense 3.0 dành cho bản cao cấp nhất với hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng. Ngoài ra, bản cao cấp còn có camera 360 độ. Ở thế hệ mới, Toyota Innova 2023 không còn tùy chọn động cơ diesel như trước. Thay vào đó, xe sẽ dùng động cơ xăng hoặc hybrid mới. Đầu tiên là động cơ xăng Dynamic Fox 4 xi lanh, dung tích 2 lít sản sinh công suất tối đa 174 mã lực và mô men xoắn cực đại 205 Nm. Thứ hai là hệ chuyển động hybrid bao gồm máy xăng 4 xi lanh, dung tích 2 lít với công suất tối đa 152 mã lực và mô men xoắn cực đại 187 Nm. Động cơ này kết hợp với mô-tơ điện mạnh 113 mã lực và 206 Nm, có tổng công suất 186 mã lực. Ngoài ra, Xe còn được trang bị cụm pin mh nằm bên dưới hai ghế trước. Theo hãng Toyota, Innova thế hệ thứ bảy có công suất tối đa tăng 25%, trong khi lượng xăng tiêu thụ giảm hơn 50%. Dù ở phiên bản nào, xe cũng đi kèm hộp số biến thiên vô cấp CVT, giả lập 10 cấp số và không còn hộp số sàn như trước. Có vẻ như hãng Toyota muốn mẫu MPV của mình thoát mắc xe dịch vụ, nên đã không còn trang bị hộp số sàn cho xe. CC với khung gầm TNGA mới. Toyota Innova 2023 chuyển từ hệ dẫn động cầu sau sang cầu trước. Với phiên bản máy hybrid, xe có 4 chế độ lái là EV, Eco, Normal và Power. Tại thị trường Indonesia, Toyota Innova 2023 được chia thành 5 bản trang bị, bao gồm G, G Hybrid, V, V Hybrid và quận Hybrid. Giá xe Toyota Innova 2023 máy xăng dao động khoảng 662 đến 738 triệu. Con số tương ứng của phiên bản Hybrid là từ 723 đến 965 triệu.